Thưa quý vị, nhằm động viên các đơn vị ra quân thi công sản xuất đầu năm Nhâm Dần 2022, sáng nay ngày 9 tháng 2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Công trình cải tạo nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm bảo tàng Đà Nẵng được khởi công vào ngày 23 tháng 7 năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Trong năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiến độ thi công công trình gặp rất nhiều khó khăn. Tại buổi gặp mặt đầu năm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý Dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong triển khai thi công công trình, khẳng định đây là công trình trọng điểm, là một thiết chế văn hóa quan trọng của thành phố. Vì vậy, việc đảm bảo tiến độ và chất lượng cam kết phải là ưu tiên hàng đầu. Đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố, có nhiều ý nghĩa, đặc biệt là ý nghĩa về mặt văn hóa, và nó tọa lạc ở một cái khu vực trung tâm, thu hút được cái sự quan tâm của rất nhiều người, trong đó có nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm đến công trình này. Nên là tôi đề nghị ban quản lý và các nhà thầu phải hết sức lưu ý về các cái biện pháp thi công và đảm bảo các cái yêu cầu về mỹ thuật và chất lượng. Bởi vì sau này đây là một trong những cái điểm nhấn của các cái công trình văn hóa của thành phố. Nhân dịp năm mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã đến thăm, động viên sản xuất thi công đầu năm tại công trình Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là công trình có tổng mức đầu tư hơn 495 tỷ đồng, với quy mô 11 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm, 404 giường bệnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 5 năm 2023. Nhấn mạnh đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng tầm ngành y tế thành phố trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Đô thị tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với nhà thầu và các đơn vị có liên quan để khẩn trương thi công công trình, đảm bảo chất lượng, an toàn và hoàn thành đúng tiến độ đặt ra. Dự lễ phát động ra quân đầu năm tại hạng mục cầu vượt cuối tuyến thuộc công trình đường vành đai phía Tây 2, dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên chúc mừng năm mới đến các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát công trình, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương liên quan tiếp tục phối hợp với các đơn vị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng. Ban quản lý dự án, các nhà thầu tập trung tất cả nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ cam kết. Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến động viên sản xuất đầu năm tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. Theo báo cáo của công ty, doanh thu năm 2021 đạt 4.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 105 triệu đô la Mỹ. Tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 11 triệu đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Bí thư Thành ủy chúc đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực, giá trị thương hiệu và chăm lo tốt đời sống người lao động.